người. Hello. Hello. Hôm nay bây giờ là 6:30 sáng. Bây giờ tụi mình sẽ đi Las Vegas. Đi từ đây qua bên Las Vegas khoảng là 4-5 tiếng. Hôm nay bốn mẹ già chở một bốn đứa con nít đi chơi. Vậy mời mọi người cùng đi chơi với tụi mình nha. Giờ là hành trình đi Las Vegas của mình đã tới Freeway 55 rồi. Còn mấy tiếng nữa mới tới. Chắc phải 4-5 tiếng nữa. Các bé đang là ăn bánh mì, bé lớn, bé nhỏ và bé vừa vừa đang ăn bánh mì thịt. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một hộ. Các bé tôi thui tôi hù đằng sau. Đường phố bây giờ là 6:40 sáng. Trời vẫn còn tối tối. Đường trống trơn, trống lỏng, chạy rất là thoải mái. Đường lên Las Vegas là toàn là sa mạc. Nhìn thấy trống lơ trống lợ vậy đó mọi người ơi. Đi ngang qua đây mùa hè rất là nóng, bây giờ ngoài trời đang là gần 100 độ F. Vậy là mát hơn những mùa trước mình đi rồi đó. Hồi trước mình đi ngang qua đây là phải 110 độ F, nóng như cái lò bánh mì luôn đó. Bây giờ tới núi rừng chập trùng. 9:00 sáng rồi, chưa tới Vegas. Giờ tụi mình xuống đây nghỉ chân, cho các nàng công chúa và các hoàng tử ra nghỉ chân. Đây mọi người thấy núi rừng bao la chập trùng không? Xuống đây, xuống đây, xuống nghỉ chân. Đó, ngoài đường kìa. Ê mong e càng quá, xuống nghỉ chân xíu. Đầu vô thành phố của xứ sở chơi chơi chắc tán sòng bài sòng biết gửi ngoài tôi thiết thì bây giờ ta sắp tới nơi tao đi đón nha, ghi luôn đi chụp hình rồi gửi về luôn. Đâu, bây giờ thiết đây ta thiết rửa sao mẹ ta thiết về. Ok để gửi cho trời ơi thủy hả ở đây trai ở cho trai ta ta nói đi lại con quỷ hương. Bây giờ mình đã tới Las Vegas rồi, mình đi red room và đi ăn trưa. Mình tới cái hotel của mình rồi mà còn sớm quá chưa có được check in. Cho nên bây giờ mình sẽ đợi tới giờ check in mình sẽ vô hotel của mình. Còn cái này không phải là hotel của mình. Cái này là hotel area. Giờ mình đi ăn trưa nhé mọi người. Mọi người thấy không? Đó, dân chơi sẽ chơi ở đây. Thôi mình đi làm vậy? Lên tới Vegas là đi kiếm phở ăn mọi người. Dưới nhà phở ngon không ăn, lên đây ăn phở. Ăn cũng được chứ không đến nỗi dở. Ăn cho đỡ đói. Sống qua ngày. Trời dần vũ luôn. Giờ tụi mình ăn xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi về hotel đợi giờ check in. Con cọp nổi tiếng của hotel MGM. Đó, bằng vàng đó mọi người ơi, vàng khè luôn đó. Đây là quan cảnh check in, nhưng mà mình đã check in online. Bây giờ mình chỉ đợi 3 giờ mình sẽ lấy key là mình lên room của mình, rồi mình sẽ review room của mình cho mọi người coi nha. Coi bày đàn của mình ngồi la liệt đây nè.
check cái hồ bơi cho mấy đứa nhỏ. Chiều sẽ dắt mấy đứa nhỏ nó đi bơi. Dưới đây có hồ bơi đó. Đó là cho mấy đứa nhỏ nó đi bơi ở dưới đó đó. Trên đây là cái đường tramway. Đây là có cái người ta xịt nước, hơi nước ra cho nó nóng đó. Mà hôm nay mình lên nó cũng không có nóng cho nên cũng đỡ. Đó, xịt nước, hơi nước ra, những ngày nóng rồi đứng như đó mát. Rồi hôm nay thì không có cần. Nên mấy đứa nhỏ, dắt mấy đứa nhỏ lên đây cho tụi nó lên đó thì nó bơi. Phái đoàn tụi mình đã tới cái casino hotel tụi mình muốn ở rồi. Mà giờ chưa tới giờ check in cho nên đi vòng vòng chơi. Coi người ta đánh bài đánh bạc. Kéo máy. Chơi game. Đó, thấy người ta chơi không? Đó. Tí nó tối tụi mình sẽ chơi. Vui lắm mọi người ơi. Trẻ Michelle. Mấy trẻ kia đứng đằng kia. Ừ, đúng rồi. Nó bên kia. Cái đó là ticket tiền lúc đây nè cưng. Cái ticket. Insert ticket. Insert bill là bỏ tiền ở đây. Nè, bà kia, cái má bà nổi thì tụm lên tụm kia. Ừ, nó đúng rồi. Bỏ tiền đó. Rồi bắt đầu đánh đi. Bắt đầu chỉ cho bé đây, bắt đầu. Đồng được 500. Bây giờ đánh bao nhiêu? Đánh 1 sen. 1 sen. 1 sen đâu có chơi nhiều. Sao? Bắt đầu đánh thiệt. Bắt Ở trong khi ngồi chờ để lấy chìa khóa lên phòng thì tụi mình thử vận may. Chị bạn mình đã bỏ 5 đồng vô chơi. Và đang chơi thì một em bé trong group mình nó còn nhỏ, nó đụng tay vô. Nó bấm cái nút play, thế là máy nó tự động nó ngưng, nó không cho mình chơi nữa. Thấy ghê chưa? Và tụi mình phải lấy tiền ra, còn 2 đồng phải lấy ra, không được chơi nữa. Người ta tới người ta nói không được cho con nít đụng vào. Thế là tụi mình đứng lên và đi ra mấy chỗ khác. Đó, nguyên được 10 cái nữa kìa, vui không? Còn 3 đồng nữa. Đó. Nguyên đâu mà sao không thấy nguyên? Mà là thua rồi. Cái chừng nha con không chê đó nha. Người ta thấy nó bắt đó. Nó nè. Nó không chê, nhỏ đánh dung được đâu. Nó đánh vô nó. Ủa, tiền hả? Con 2 đồng sao kìa? Nó kêu nguyên vậy? Nè, kim over. Giờ đánh là 1 sen. Còn 2 đồng mà. Không, mà nó nói kim over cho mình đây nè. Và đi qua máy khác thì tụi mình cũng bỏ vô 5 đồng. Và đã trúng được 54 đồng mọi người ơi, mọi người ơi. Vui quá, sáng là vui luôn. Lấy tiền ra thôi, không thôi chơi nữa là thua. Cho nên lấy được 54 đồng. Lời được 50 đồng mọi người ơi. Vui quá, sáng là vui. Bóng tiền ra. Lấy tiền ra đây được lấy nhà đó. Giờ mình đã lấy được key và bây giờ mình đi lên phòng. Mình sẽ review cho mọi người coi cái phòng của tụi mình ở như thế nào nha. Đây. Bây giờ mình đi vô room của mình. Đây là mình ở cái tầng 13. Đó. Bầy đàn con cháu đi chia ra làm hai group vô. Đây, một phòng 103. Ú là la, má ơi. Ui cha, phòng đẹp quá. Ui cha, bà chủ ngồi trước kìa, ngon cho hai bà chủ luôn. Trời ơi, hai bà chủ đã thiệt đó ta ơi. Đầy tớ xách đồ chết bà luôn. Bà chủ nằm phanh càng đó rồi, coi kìa. Ôi, coi bà chủ này ngồi. Bà chủ này đang đếm tiền nè. Đó, thấy ghê chưa? Rồi đi ra coi cái view nè. Wow, ra coi cái view nè. Cái view của hotel. Như mình nhìn ra thì thấy được
À, bên kia là gì? Bên kia là cái kia có roller coaster là New York. Còn bên kia tí nữa mình đi qua bên đó mình chơi là bên đó Aria đó, bên đó là đồ hiệu, đồ bên đó. Nãy tụi mình vô đó mà không có gì ăn hết, phải đi xuống đeo theo anh phở đó. Wow, view đẹp không? Đứa nào cũng khoái chụp hình cái view. Wow, đây giường đó, có sofa bed, tối nay ngủ sofa đi. Đây, đi vô đâu? Đâu, đi vô trong. Đây là phòng tắm. Đó, đi shower, có shower, bathtub. Oh, chưa mà, đây, coi, đó, có cái. Có bát thuốc. Bên đây thì có nhà tắm đứng. Nhà tắm đứng mở cửa ra cho nó sớm vào phòng đây. Có xà bông hiệu MGM hả? Xà bông gội đầu, xà bông tắm. Đấy, chỉ có thế thôi. Và toilet, khăn khiếu, sạch sẽ không? Đó. Đây, Khăn tròn, giấy tròn. Với cái hộp giấy này ra mình xài. Giấy này nè. Đó. Lấy khăn lau đi chị. Nè. Nè. Đó, khăn lấy moi giấy này lên xài đi xíu. Đó. Đi ra. Đây là có cái gì? Cái tủ quần áo. Đây có ai có áo đầm, áo cưới gì mang ra đây treo lên nha. Đây là. Đây. Treo lên đây và có đồ ủi đồ trong đây đó, mang vô treo đầm áo cưới lên đây. Ờ đó, áo cưới. Trời ơi, có áo cưới thiệt tơi đó. Ôi giời ơi. Đó, treo lên đi. Đó là room của mình đó. Bây giờ tụi mình đã tới rồi, giờ tụi mình sẽ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và đi ăn uống, có gì vui thì mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người nha.